M270 MLRS được gọi là đòn hủy diệt của quân đội Mỹ với tầm bắn xa, sức hủy diệt lớn, độ chính xác cao và có khả năng bắn tên lửa chiến thuật. Các dàn pháo phản lực của Mỹ luôn nổi tiếng về độ chính xác so với các đối thủ cùng loại trên thế giới. M270 MLRS hiện được coi là pháo phóng loạt tiêu chuẩn NATO uy lực nhất hiện nay do Mỹ chế tạo. Nó được sử dụng vào các nhiệm vụ chế áp, cô lập và phá hủy mục tiêu đối phương. Với thiết kế dạng mô đun, pháo vừa có thể bắn đạn rocket vừa có thể bắn tên lửa chiến thuật. Đạn rocket M26 của M270 có đường kính 227 mm, trọng lượng 307 kg, với đầu đạn nặng 120 kg. Tầm bắn tối đa 32 km, tạo ra vùng sát thương có diện tích 78,5 hecta. Với đạn M31 và PAZFCG 227F sử dụng hệ dẫn đường GPS-SIN, tầm bắn được nâng lên tới 90 km. Khi bắn tên lửa chiến thuật tầm ngắn chúng sử dụng đạn MGM-140 ATACMS với tầm bắn từ 165 đến 300 km và mang theo khối đầu đạn nặng hơn 500 kg. M270 có thể bắn khá nhiều loại đạn, trong đó có đạn rocket M26 lắp đầu đạn phụ 644M77. Loại đầu đạn này được kích nổ ở trên không làm bung ra các đầu đạn nhỏ, chùm lên khu vực lớn với sức sát thương khủng khiếp. Nó thường sử dụng để chống thiết giáp hoặc bộ binh đối phương. Tên lửa ATACMS MGM-140 là loại tên lửa đạn đạo có điều khiển, chiều dài dưới 4 m, đường kính 610 mm. Phiên bản tên lửa MGM-140A sử dụng phương pháp dẫn đường quán tính, có tầm bắn tối đa 130 km. Tên lửa MGM-140B sử dụng phương pháp dẫn đường quán